Hàng ngàn lính cứu hỏa đang nỗ lực kiểm soát đám cháy rừng đang lan rộng nhanh chóng ở miền Bắc California sau khi ngọn lửa bùng phát dữ dội, lan ra diện tích tăng gấp đôi trong vòng 24 giờ. Theo Sở Lâm nghiệp và Phòng cháy chữa cháy California, tính đến chiều thứ Bảy, đám cháy đã thiêu rụi hơn 350.000 mẫu anh, tương đương 141.000 hecta, cách thủ phủ Sacramento của tiểu bang khoảng 90 dặm, tương đương 144 km về phía Bắc. Theo dự báo, nhiệt độ sẽ mát hơn và không khí ẩm trong khu vực có khả năng giúp làm chậm quá trình lan rộng của đám cháy, nhưng hiện vẫn chưa có diện tích cháy nào được khống chế. Các nhà chức trách cho biết, đám cháy đã phá hủy 134 công trình, lệnh sơ tán và cảnh báo đã được ban hành cho nhiều cộng đồng ở một số quận, bao gồm cả Paradise, thị trấn bị tàn phá bởi đám cháy năm 2018. Đám cháy chết chóc nhất lịch sử của tiểu bang. Một người đàn ông đã bị bắt vào thứ Năm, ngày 25 tháng 7, vì nghi ngờ đã gây ra vụ cháy.